Theo các đại biểu, hiện nay, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đã định hình nền tảng và phát triển với 3 cấu phần, gồm thị trường tín dụng xanh, thị trường cổ phiếu xanh và trái phiếu xanh. Mặc dù vậy, hệ thống pháp luật về tài chính xanh của Việt Nam vẫn chưa được hoàn thiện và đồng bộ. Thứ nhất là toàn bộ cơ sở pháp lý thì hiện đang còn thiếu. Như thế nào là xanh? Hạng mục của các cái ngành, các cái lĩnh vực mà được gọi là xanh như thế nào? Cái này là sắp tới đây Bộ Tài nguyên Môi trường và Chính phủ sẽ có một nghị định cho cái việc tức là ban hành các cái hạng mục xanh. Vấn đề thứ hai tức là nguồn tiền và chính sách sử dụng nó. Chúng ta đừng có hiểu một cách đơn giản, tức là tài chính xanh có nghĩa là gì, tức là tôi tài trợ cho một cái nhà máy sản xuất điện mặt trời, điện gió, thế là xanh, không phải. Bởi vì là ông tài trợ nó cũng giống như tài trợ khác cho một nhà máy điện than thì đồng nghĩa với cái việc là nó không xanh đâu. Đó là đấy chứ phải là tài chính xanh. Cũng theo các đại biểu, một trong những rào cản, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đó là nhận thức về tài chính xanh còn chưa được triệt để, chưa có tính đồng bộ, chưa gắn với xu hướng phát triển lâu dài. Theo quan điểm của tôi, đầu tiên cái rào cản thứ nhất là rào cản nhận thức, và nhận thức ở đây bao gồm cả nhận thức của các nhà nghiên cứu, của các nhà hoạch định và cả cái giới doanh nghiệp cũng như cả cộng đồng. Thì tôi nghĩ là nhận thức chúng ta là chưa đến tận kỳ chân lý, và do đó là chúng ta làm nó chưa được triệt để. Cái rào cản thứ hai là chính cái nhận thức chúng ta chưa triệt để, cho nên hàng loạt những chính sách của chúng ta là bây giờ chúng ta đang có tính chất thử nghiệm nhiều, ví dụ như thử nghiệm cơ chế sandbox về tài chính xanh, rồi thử nghiệm về cơ chế phân loại xanh, rồi thử nghiệm về cơ chế là kiểm kê khí nhà kính xanh, rồi thử nghiệm các cái yếu tố như là kinh tế tuần hoàn. Thì tôi nghĩ tất cả nhà đó chúng ta đang giai đoạn thử nghiệm. Để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh bao trùm gắn với năng lực chống chịu biến đổi khí hậu và phát thải ròng bằng không, Việt Nam cần huy động được nguồn lực tài chính rất lớn. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2022 cho thấy, Việt Nam cần khoản đầu tư tương đương khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương 368 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2040. Điều này đòi hỏi phải có các cơ chế, chính sách để huy động nguồn vốn trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển thị trường tài chính xanh, khuyến khích dòng vốn tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực của kinh tế xanh. Liên quan việc không có chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, quận Hà Đông, Hà Nội vẫn tuyển 174 học sinh lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đang tính phương án giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Trước đó, phụ huynh phản ánh việc 174 học sinh khối 10 của trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành không có tên, không có mã học sinh trên hệ thống quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dù năm học đã bắt đầu được 3 tháng. Lý do là nhà trường không được sở cấp chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. Giải pháp tình thế được trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành đưa ra là chuyển 174 học sinh lớp 10 của trường về trường Trung học phổ thông Văn Lang, quận Đống Đa.